Năm nay, huyện Đức Huệ được chọn làm điểm tổ chức lễ giao trận quân cấp huyện của quân khu 7 nhằm nắm bắt tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Sáng ngày 14 tháng 2, ông Trần Thanh Phong, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Đức Huệ đã đến thăm động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ và làm việc với hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về công tác chuẩn bị cho lễ giao trận quân năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 2 tới đây. Theo đó, đồng chí bí thư huyện ủy Đức Huệ đã đến thăm các tân binh trên địa bàn thị trấn Đông Thành. Năm nay, thị trấn Đông Thành có 5 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có một thanh niên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, đó là thanh niên Quỳnh Thanh Phong ở khu phố 1 thị trấn Đông Thành. Thanh niên Quỳnh Thanh Phong chia sẻ. Sau khi hoàn thành chương trình đại học thì em có hỗ trợ địa phương tham gia chống dịch. Thì sau đó thì em cũng mong muốn của em thì được tình nguyện tham gia lên đường nhập ngũ. Mặc dù thì cũng lưu luyến gia đình nhưng mà em cũng phấn đấu khi lên đường nhập ngũ thì cũng ráng rèn luyện thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với truyền thống của quê hương, đồng chí bí thư huyện ủy mong rằng các tân binh khi lên đường nhập ngũ sẽ chấp hành tốt nội quy của quân đội, tiếp nối truyền thống của cha anh, làm tròn nghĩa vụ quân sự đối với quê hương đất nước. Tiếp đó, đồng chí bí thư huyện ủy Đức Huệ Trần Thanh Phong đã đến khảo sát thực địa khu vực chuẩn bị lễ giao trận quân và làm việc với hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Lễ giao quân năm nay được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục chọn tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện. Đến thời điểm này, các khu trang trí, bắc cầu Vinh Quang, điện nước, chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho tân binh, phương án xử lý khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra đều được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày lễ giao quân tới đây. Theo chỉ tiêu trên giao, năm nay Đức Huệ sẽ tiễn đưa 94 thanh niên lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Trong đó có 79 thanh niên phục vụ quân đội và 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.